Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 111 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio Thì tập này được mang tên là Tam Hoàng Ngũ Đế Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đã sử dụng cái công pháp của À, hồng La lão tổ trước khi để lại đó, hắn hấp thu thiên địa linh khí ở dưới đất, đó, mấy cái linh mạch dưới đất. À, sau đó hấp thu thì hắn hồi phục được à, tu vi 100% phần trăm rồi. Sau đó thì hắn trùng kích lên manh hùng. Đoạn cuối tập hôm qua thì hắn trùng kích lên manh hùng tới cái giai đoạn mấu chốt thì cái thằng à, Đế Thiên à, nó tự sai phát hiện ra, mặc dù không biết Tu Minh ở đâu, nhưng mà hắn sử dụng cái hắn gia cố chắc lại cái phong ứng của Tu Minh. À, Phong Ấn Trí nhớ ký ức của Tu Minh làm cho Tu Minh thất bại trùng kích manh hùng Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ Tuy nói dù là đế thiên không ra tay thì khả năng Tô Minh thành công trùng kích manh hùng cũng rất xa vời. Điều này trước kia hắn đã dự đoán được rồi. Trong quá trình đột phá càng cảm nhận sâu sắc hơn. Nhưng mặc kệ có thành công hay không thì Tô Minh sẽ không tránh né. Coi như thất bại cũng phải từ đấy mà tìm ra ánh sáng thành công. Nhưng mà lần này thất bại không phải vì lý do cá nhân mà bởi vì đế thiên phong ứng. Cái loại bị người ta đánh gãy trùng kích khiến Tô Minh tăng thêm sát khí với đế thiên tụi mình lầu máu nửa khóe miệng mắt tràn ngập tơ máu lát sau mới từ từ tán đi nhưng dù là sát khí trong mắt bị che giấu lại thấy rõ từ biểu tình âm trầm của hắn không giết đế thiên thì ta khó mà trùng kích man hùng tôi minh gần từng chữ mỗi chữ lộ ra lòng quyết tâm giết đế thiên lần này thất bại không phải tôi minh không có thu hoạch ít nhất hắn biết trùng kích man hùng có thể buông lỏng phong ứng vô hình về ký ức phong ứng thả lỏng sẽ khiến đế thiên chú ý sẽ bị can thiệp Vậy thì nếu không giết đế thiên, lần thứ hai trùng kích manh hùng cũng sẽ giống như vậy. Lần thứ ba cũng tương tự. Đây là điều tu minh không thể chấp nhận. Bây trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là giết đế thiên. Nhưng đế thiên tu vi cực kỳ cường đại, tu minh không nắm chắc. Biểu tình âm trầm, tu minh nhắm mắt lại, bình phục tu vi, khiến lực lượng vì thất bại trùng kích manh hùng mà hoảng loạn dần bình ổn xuống. Trong người trạng thái tự hỗn loạn dần biến thành bình thường, cuối cùng dung hợp một chỗ, di chuyển toàn thân Tu Minh. Người Tu Minh chớp lóe ánh sáng vàng, đó là biểu hiện toàn thân máu thịt xương tất cả manh hóa, khí thế mạnh mẽ phát ra, làm bùng đất bốn phía co rút lại, khiến cho linh mạch dưới thân Tu Minh vỡ ra từng tức thành bụi phấn. Hơi thở này còn có từ người Tu Minh thoát ra lực lượng mạnh mẽ, so với trước khi trùng kích manh hồn thì mạnh hơn một chút. Làm tu vi vận chuyển mấy vòng trong người hồi phục như thường, khoảnh khắc hắn mở mắt ra, lóe tia sáng đủ xuyên qua cửu u đại địa lòng đất nhẹ trung, dường như không thể chịu đựng uy nhiếp mà tu minh mở mắt ra thì tản ra này tuy trùng kích manh hùng thất bại nhưng tu di của ta chẳng những không giảm bớt ngược lại còn tăng một chút nữa ta hồi phục tu di tám chín phần có thể đối với manh hùng đại dương mãn mà không rơi vào thế yếu lực lượng tương đương tu di hồi phục đủ rồi trước khi trùng kích manh hùng thì chắc người ta có thể chiến thắng manh hùng đại dương mãn còn bây giờ Tu Minh đôi mắt lạnh lẽo, lầm bầm. Nửa bước mệnh tu sau. Tu Minh im lặng dây lát, lắc đầu. Thành công trùng kích manh hùng rồi mới xem như nửa bước mệnh tu. Bây giờ chỉ có thể xem như vô hạn gần sát mà thôi. Nhưng dưới mệnh tu, người có thể chiến thắng không nhiều. Tu Minh chậm rãi đứng dậy, ngón một cái, đã biến mất. Khi xuất hiện vẫn ở trong lòng đất, mấy lần thuấn di xuất hiện trong động phủ, sâu trong lòng hắn bỗng vang tiếng kêu gọi vội vàng của bảo thu xem tình hình chắc không chỉ một lần kêu gọi nhưng vì tu minh ở dưới lòng đất hồi phục tu vi trùng kích manh hùng dưới dao động và uy nhiếp làm triệu hoán này bị che giấu tu minh nhìn vách đá trên đầu thầm nghĩ đi hướng cửa động dần biến mất trong thiên thủy khốc bây giờ có nhiều người tại linh tông đều nhìn lên trời mãi đến khi rất nhiều hiện tượng lạ dần biến mất trở lại bình thường họ mới thầm thắc mắc im lặng đa số người đoán trời đất biến đổi là vì có người trùng kích man hùng, mà không phải đơn giản trùng kích. Bên trong có biến đổi, người ngoài không biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào thì trời đất biến dị không còn nữa. Man hùng thần tượng không xuất hiện, chứng minh người trùng kích man hùng kia đã thất bại rồi. Tại man tộc, man hùng cảnh là giữa lằn ranh sống chết. Một khi thất bại là hình thường điều diệt. Việc này hiếm có ngoại lệ. Tại đây, đa số người cho rằng cái kẻ trùng kích man hùng kia thất bại đã chết rồi. thường đồng nhíu mày, do dự, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy nhưng đó chỉ là cảm giác của gã thôi giờ không có nhiều thời gian xem xét đành lắc đầu mặc kệ trên bầu trời lục tục có mấy cái cầu vồng ở phía xa mới khựng lại giờ tiếp tục lao hướng thiên thủy cốc trong cầu vồng đều là đệ tử tà tông trong thời gian này nhận được mệnh lệnh gì mới đi hướng thiên thủy cốc hiện tại trong thiên thủy cốc đệ tử tà linh tông không dưới mấy ngàn nhưng đa số là tu vi sửa đổi huyết mạch man tộc những người này có gần vạn khiến cho thiên thủy cốc trong mấy ngày nay hơi náo nhiệt, tiếng người ồn ào, nếu quan sát kỹ sẽ thấy ra chút manh mối. Những đệ tử tại Linh Tông tụ tập ở trong thiên thủy cốc đa số biểu tình nghiêm trọng, có sát khí ẩn hiện, tiếng ồn ào theo thời gian trôi qua từng ngày chậm rãi biến mất, thành im lặng. Im lặng tu hành, lâu pháp bảo kiếm bén, nhìn đất trời, trong mắt ngưng tụ ra màu máu giết chóc. Bảo Thu ở trong một cái thiên điện trên đỉnh núi Thiên Thủy Cốc, ngồi xếp bằng, xung quanh bị cô bày ra nhiều cấm chế, Bình thường thì cô biến thành bộ dạng bà lão, biểu tình âm trầm không để ai tới gần, khiến thiên điện chỗ cô rất vắng vẻ. Bây giờ sâu trong lòng cô không ngừng kêu gọi Tu Minh, quá trình này đã kéo dài hơn một tuần rồi, mỗi lần tiếng gọi tựa đá chìm vào biển, không chút đáp lại, dường như Tu Minh đã rời đi, quên chúng này rồi. Bảo Thu biểu tình chua xót thầm than. Còn hai ngày nữa là tới lúc xuất phát rồi, nhưng hắn vẫn không đáp lại, mà ta cảm giác rõ ràng hắn không rời xa nơi này mới phải. Bảo Thu biểu tình âm trầm, tâm hồn bị phong ứng, sống chết không do mình nắm giữ nữa. Đặc biệt là nghĩ đến đại chiến hai ngày sau, bản thân cô là một trong những người bày tại linh tông thôn thiên trận, phải tản ra linh hồn. Tất cả người tổ thành thôn thiên trận đều cần linh hồn dung hợp mới thi triển trận pháp cường đại này được. Bảo Thu cười khổ, cô không biết khi đó linh hồn mình dung hợp cùng người khác có bị thấy ra manh mối gì hay không. Cô phân tích thì khả năng bị nhìn ra không nhỏ, dù sao người chủ trì thôn thiên trận là cấp ảm đại nhân tu vi vượt qua cả thân đông cho nên trong khoảng thời gian này cô vội vã kêu gọi tu minh tìm cách phá giải dù gì nếu thi triển thôn thiên trận bị phát hiện có vấn đề hậu quả không thể tưởng tượng thôi vậy nếu trước khi đi hắn còn không đáp lại ta kêu gọi thì chỉ có thể đi tìm thân đông trưởng lão nói thực sự việc này nhưng phong ấn của hắn trên người ta bảo thu dễ dụa một lúc mức đắc dĩ mà thở dài Khoảnh khắc cô thở ra thì bỗng thân thể bảo thu lạnh lẽo vì bên tai có thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Nhiều lần kêu gọi ta vì cớ gì vậy? Người bảo thu rung lên, quay đầu lại thấy cách mình không xa, chẳng biết từ khi nào xuất hiện tu minh. Hắn mặc đồ trắng tóc dài, bảo thu lập tức chắp tay cúi đầu. Bảo thu kính chào công tử. Công tử, ta tông truyền lệnh tổng tấn công hai ngày sau toàn bộ sức chiến đấu tà tông ta và các tông đại diệp tiên tông dẫn đầu quyết chiến đến khi đó tà linh tông ta sẽ tổ kiến thôn thiên trận bảo thu cúi đầu nhanh chóng nói ra việc khiến cho cô lo lắng trong khoảng thời gian này nhưng đợi cô nói xong thì không thấy tô minh đáp lại bảo thu do dự ngẩng đầu nhìn hắn chỉ thấy đôi mắt hắn lộ suy tư không biết suy nghĩ cái gì đặc biệt là trong suy tư lóe sát khí khiến bảo thu trông thấy thì tinh thần rung lên không dám nhìn thẳng cô mơ hồ cảm thấy bây giờ tu minh không giống như lúc trước gặp nhưng cụ thể khác ở đâu thì nói không ra nhưng cảm giác đối mặt tu minh hồi hộp như khi đối diện cấp ảm đại nhân vậy mới nãy cô nói đại diệp tiên tông sau một lúc sau tu minh từ từ nói ánh mắt rơi vào mặt của bảo thu đại diệp tiên tông này không phải lần đầu tiên tu minh biết theo thời gian trôi qua tiếp xúc ngày càng nhiều từ chút dấu vết hắn thấy ra đại đông hoang và nam thần trừ tà tông ra còn tồn tại mấy tông môn tiên tộc khổng lồ. Tàng Long Tông hiển nhiên thuộc về bên vu tộc là chủ yếu. Trên Đông hoàng đại lục cũng chiếm thế lực rất lớn. Thiên Lam Đạo, từ cái tên có thể thấy dính dáng đến Thiên Lam Lão Tổ, có Thiên Lam Mộng. Còn về Đại Diệp Thiên Tông thì chiếm phạm vi chủ yếu là Đức Nam Thần, man tộc Đông Hoang. Năm đó, Phó Tông của Đế Thiên là người Tông này, hiển nhiên Đế Thiên cũng như vậy. Đúng vậy, đối thủ chủ yếu của cuộc chiến này chính là Đại Diệp Thiên Tông, dù sau đế giả của tàng long thiên lam tông không thể giáng trần trên đông hoang đại lục trừ tà tông có cấp ẩm đại nhân ra thì chính là đại diệp tiên tông chiếm hết nguyên tố thiên thời địa lợi thiên đế trong ngũ đế giáng xuống hai phân thân bọn họ mới là kẻ địch lớn nhất bảo thu vội nói nói đến đại diệp tiên tông chiếm thiên thời địa lợi thì bản năng liếc tu minh hai phân thân hả mắt tu minh chợt lóe lông càng trầm xuống hắn có thể thấy ra bảo thu không nói dối việc này cũng không cần nói xạo. Như vậy là phán đoán của hắn hơi sai lầm rồi. Lần này đế thiên giáng xuống không phải một phân thân, mà là hai cái. Tại tông các ngươi có mấy phần nắm chắc phát động lần quyết chiến này vậy? Tôi minh trầm ngâm một lúc, rồi đôi mắt lóe tia sáng kỳ lạ, bỗng hỏi. Có cấp ảm đại nhân ở đây thì ít nhất nắm chắc năm phần. Bảo Thu do dự một lúc, thấp giọng nói. Cấp ảm sau Tô Minh thì thào, tại tại Linh Tông, Đông Hoàng Đại Lục, hắn không chỉ một lần nghe cái tên này, nhưng dần khóe môi hắn nhếch nụ cười âm u. Đông Hoàng Tháp ngàn dạng dặm ánh sáng đỏ, cho ra thời gian chỉ có ngàn ngày, càng kéo dài lâu thì càng không tốt cho tiên tộc. Điều này tương đương cho man tộc một cơ hội cực tốt rồi, vậy nên cấp ảm mới dội giả phát động một trận quyết chiến toàn tà tông cùng tông môn khác như vậy. Chắc đây cũng là ý của tông môn khác, một chiến định thắng bại, có lẽ đằng sau còn có chút giao dịch nữa ở ngoài thức âm tử tiến hành trận đại chiến phân ra ai vào đông hoàng tháp mắt tu minh chật lóe thầm phân tích mặc dù hắn suy đoán không có thực tế xác định nhưng chắc sẽ không kém quá nhiều dù sao đây là một trong mấy cách ít ỏi phá kế hoạch đông hoàng tháp của manh thần đệ thứ nhất mà trọng điểm trận chiến này là hai phân thân đế thiên đấu với cấp ảm thứ nữa mới là đệ tử các tông tiên tộc giết chóc nhưng nếu cấp ảm có thể phát động cuộc chiến này thì chắc có chút tự tin mới đúng vậy thì đế thiên ngươi còn bất tử được hay không mắt tu minh lóe sát khí hắn muốn giết đế thiên nhưng ngại tu vi ngại đối phương cường đại làm suy nghĩ của tu minh khó thành hiện thực nhưng mà đế thiên không chết thì hắn không thể trùng kích manh hùng thế là nỗi lòng muốn giết y càng mãnh liệt mấy lần ngay mặt không phải đối thủ của ngươi vậy nên ta ẩn núp len lỗi trong tu sĩ tà tông khi ngươi đấu cùng cấp ảm vào giây phút ngươi không nghĩ đến ta xuất hiện thì ra tay vậy khả năng giết ngươi sẽ tăng lên lớn nhất mặt khác chắc cấp ảm sẽ không từ bỏ cơ hội này Tu minh thầm cười lạnh cẩn thận suy nghĩ biểu tình lóe ra vẻ dứt khoát cô ta ở đây sẽ không khiến cô thi triển thôn thiên trận bị nhìn ra manh mối gì đâu hai ngày sau xuất phát ta sẽ cùng các ngươi đi tiên tông quyết chiến Tu minh vung tay áo không thèm để ý bảo thu nữa nhoáng người lên biến mất trong đại điện chỉ còn lại mình bảo thu ngay ra một lúc vẻ mặt nghi hoặc nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới cái gì người rung lên mạnh ngoái đầu nhìn cửa cung điện hít thở dồn dập qua một lúc mới hồi phục lại lời đồn giữa đế thiên và túc mệnh không lẽ là thật sao cường giả như đế thiên hai phần thường đối với cấp ảm người ngoài có khả năng âm thầm đánh lén xác suất bao nhiêu khó mà rõ ràng sợ rằng cho dù là cường giả vấn đỉnh trừ phi tự bạo nếu không thì khó có thể đem đến tác dụng mấu chốt nhiều nhất cho cấp ảm chế tạo một ít cơ hội chủ động mà thôi còn nếu yếu hơn vấn đỉnh thì không cần ra tay chẳng có chút tác dụng gì. Trừ phi Tu Vi vượt qua vấn đỉnh, bản thân có thể đấu với phân thân đế thiên, vậy thì mới xem như hoàng mỹ. Tu Vi như vậy Tu Minh không có, hoặc là hắn miễn cưỡng có, nhưng hiểu về thần thông của đế thiên, có thể nói Tu Minh cực kỳ quen thuộc. Dù sau khi bị Hồng La chiếm thần xác đấu với đế thiên, lúc Hồng La tan biến, hắn còn giết một phân thân đế thiên của đế thiên mà. Thậm chí mấy năm trước, trên tử hải cùng phân thân đế thiên tiến hành đại chiến kinh thiên động địa, Mặc dù cuộc chiến này tu minh được ông lão Sử Huân giúp đỡ mà trốn thoát, nhưng nếu không phải hắn có thực lực khiến phân thân đế thiên chật vật, thì coi như ông lão Sử Huân có ra tay, tu mình không thể tìm được đường sống. Tu minh qua ba cuộc chiến không chết, giờ muốn chủ động mở ra cuộc chiến thứ tư. Cuộc chiến này có thể thành công hay không, chẳng thể chỉ dựa vào mình cấp ảm được. Tu minh xuất hiện ở rìa đệ tử nội tông, chỗ đó có đệ tử ngoại tông, tu mình tìm một góc vắng vẻ khoanh chân ngồi, không ngừng suy nghĩ. Hắn sợ cái túi trữ vật, manh thượng gai lúc trước bị hắn sử dụng rồi lấy đi, còn có thể dùng nhưng phải xảo dịu hơn được trước, nếu không thì chẳng có tác dụng. Mắt chực lóe, Tu Minh vỗ tay phải vào túi trữ vật, một vệt sáng âm u lóe lên rồi biến mất, bị Tu Minh nuốt vào trong miệng. Ánh sáng âm u ở trong cơ thể hắn bị tu vi ung dưỡng, đó là một cây kim. Nhiều pháp bảo của mình đều đã dở nát trong cuộc chiến đó. Giờ có thể sử dụng là hàm sơn chuông hấp thu công năng nhất sơn của đông hoang chuông. Uy lực lớn không ít, có thể dùng được Rồi còn có thần lôi lúc trước khiến đế thiên hơi kiên dè nữa Mắt tu minh chợt lóe, pháp khí bổn mệnh, cái đỉnh chính lỗ năm đó bùng phát ra lực lượng cường đại, khiến hắn tới nay khó quên. Trừ điều đó ra thì còn có ba loại thường thông, cũng là phân thân đế thiên chưa từng thấy mình dùng, có thể có hiệu quả. tu minh trầm ngâm, cái thứ nhất suy nghĩ chính là thảo kết búp bê thuật. Đáng tiếc thuật này cần một ít tốc của đế thiên, hoặc là vật y tùy thương mang theo, hả còn người tù mình coi rút lại hắn bỗng nghĩ đến một khả năng cách nghĩ nổi lên tim tu minh đập nhanh có lẽ không cần sợi tóc hay vật tùy thân chỉ cần ý niệm tồn tại đế thiên giật liên hệ chặt chẽ là sẽ đem đến tác dụng dù là người chắc cũng được chỉ cần người quen thuộc với đế thiên có liên hệ tinh thần với y vậy là có thể làm được điều này Khóe môi tù minh nhếch nụ cười nhạt hắn nghĩ đến phó tổng của đế thiên đó là ông lão áo đen ở chút cửu giới bị tù minh bắt Hắn luôn giữ lại định từ trong miệng lão môi ra việc liên quan túc mệnh, nhưng giờ xem ra ông lão áo đen là lựa chọn tốt nhất để tính kế đế thiên. Người này là phó tổng đế thiên, có thể bị y sắp đặt ở man tộc giám thị mình thì chắc là tâm phúc rồi, cộng thêm người này có thể liên lạc cùng đế thiên. Trước kia được phương thương đế thiên bảo vệ và dung hợp, vậy chắc có tồn tại liên hệ mặt tinh thần với y rồi. tôi minh trầm ngâm, thăm cười lạnh. <laughs> Đế thiên Ngươi ở trên người ta để phong ứng Có thể cự ly xa làm ta thất bại trùng kích manh hùng Vậy ngày hôm nay ta dùng thảo kết bất bê thuộc Khiến ngươi nếm mùi vậy Trong mắt tô minh xẹt qua ngoan độc Rất nhanh tán đi Còn có thức minh âm tử ấn Thuộc này là thần thông của thương đông Nhưng dù sao gã không phải người âm tử Cho nên không thể thi triển đến viên mãn được Ngày đó mình phỏng theo một phen Có vài phần nắm chắc thi triển ra được Tô Minh nhắm mắt lại, trong đầu suy tư thanh minh ấn một phen mở mắt ra thì nỗi lòng giết đế thiên càng kiên quyết vài phần. Cuối cùng là... Tù Minh giơ lên tay trái, nhìn bốn ngón tay trừ ngón cái ra. Đầu ngón tay chấp lóe phù văn như ẩn như hiện, khiến đôi mắt Tù Minh dừng tỏa sáng. Thông vũ lôi điện, còn có đông. Ánh mắt Tù Minh nhìn ngón út tay phải. Thời gian hai ngày, Tù Minh đứng dậy, ngoán một cái biến mất. Khi hắn biến mất thì trên đường bên cạnh đi tới một người mặt mày lắm la lắm lét. Người này một đường đi đến nhìn bốn phía, không ngừng than thở. Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây? Lần quyết chiến này ta chết chắc rồi. Tiền thần ơi là tiền thần, ngươi còn tuổi trẻ mân mẫn vậy mà chẳng lẽ chết sao trời? Trời đấu kỵ anh tài mà. Người này chính là tiền thần, gã than thở ngồi ở vị trí mới nãy tu minh ngồi, vẻ mặt đau khổ thẫn thờ nhìn trời. hay <laughs> trời ơi, Sớm biết vậy, năm đó làm gì hao hết đồ vật, giấc giả, gián trần làm gì cũng biết đâu? Ở bên trên tôi biết mấy chứ, muốn gái có gái, muốn linh thạch có linh thạch à Chỉ trách là ta một chút lòng tham, cho rằng gián xuống manh tộc cũng càng dễ chịu Giờ khổ rồi này trời ơi Thiền thần bức tốc, mặt ủ mày Châu nghe lời của gã thì người này cũng là một kẻ gián trần Nhưng e rằng là kẻ gián trần yếu nhất khi gã thang thở thì tu minh đã trở lại động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung, lập tức trước mặt xuất hiện một đoàn khối đen. Trong sương khối tồn tại chính là ông lão áo đen phó tổng đế thiên. Chẳng qua bốn phía bị phong ứng khiến hơi thở của lão không thể tản ra. Tu minh nhìn chầm chầm ông lão áo đen, mắt chợt lóe, lấy ra một cái lá cây đánh kết. Mỗi một kết đánh ra, hắn sẽ rút một lũ hồn từ người đàn ông áo đen này. Nỗi hận và sát khí với đế thiên khiến tu minh ở trên thảo kết ngưng tụ đều là nguyên rủa giết chóc vân vân thuộc ác độc bên trong bao gồm ý niệm điên cuồng thần diệt trấn áp bỏ xác vân vân và mây mây từng thảo kết bị đánh ra khí lạnh âm trầm lan tỏa hút hồn ông lão áo đen dung nhập vào cái kết mượn lực thảo kết dẫn động liên hệ giữa hồn ông lão áo đen và đế thiên dùng liên hệ này lấy ông lão áo đen làm môi giới nguyên rủa và tính kế đế thiên Tôi minh không ngừng thử thách này dần tìm ra điểm liên hệ dần dần hắn nhìn búp bê có cảm giác như thấy đế thiên vậy Đế Thiên, cuộc chiến này không giết được ngươi, Tu Minh ta không cam lòng. Cuộc chiến này nếu không phải Đế Thiên ngươi bỏ mạng thì chính là Tu Minh ta nhắm mắt. Cuộc chiến này tuyệt đối ta không thua. Tu Minh nắm búp bê, mặt đầy sát khí khiến động phủ một mảnh sương lạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến hai ngày sau. Trước hai tiếng đồng hồ, Tà tông rầm rộ xuất phát, bên ngoài bầu trời lờ mờ sáng thì trong lòng bàn tay phải của Tu Minh có một cái ấn ký xanh nhạt. Ứng ký này ẩn chứa tử khí, nhưng khi nắm lấy nó sẽ không tản ra chút nào. Đây là trong hai ngày tu minh ngoài làm thảo kết búp bê ra, ngưng tụ thanh minh dẫn, dẫn lấy cái ấn đã làm. Cái này là hắn hiểu từ việc phỏng đoán thức minh âm tử ấn của thương đông. Mặc dù không tính là hoàn chỉnh, phát động cần trả cái giá nhất định, nhưng tu minh vẫn chọn dùng. Chính mắt thấy uy lực của nó, hắn có tin tưởng thanh minh ấn bị tử khí thúc đẩy dẫn động lực lượng âm tử sẽ so với thân đông thi triển càng cường đại hơn. Trừ thanh ấn ra, trên tay trái tụi mình có cầm một con búp bê cỏ. Ông lão áo đen đã biến mất, nhưng con búp bê có khí lạnh âm trầm. Nếu nhìn nó lâu, bên tai sẽ nghe văng vẳng tiếng hét thê lương. Tụi mình hít sâu, cướp đi búp bê, nhoáng người lên, biến mất trong động phủ. Ở bên ngoài thiên thủy cốc lúc này, vẫn là cái la bàn bay to lớn, nhưng không phải một cái mà là chín cái. Trên chính la bàn khổng lồ ngồi xếp bằng mấy ngàn đệ tử tại Linh Tông, những đệ tử này đều là ngoại tông và sửa đổi huyết mạch man tộc. Trong một mảnh đen kịch, cảm giác người đông thế mạnh, ngoài chính la bàn là 18 âm long to lớn. Những âm long do ăn hùng tổ thành, mỗi con dài ngàn mét, chúng nó vòng quanh bên ngoài chính cái la bàn lâu nhanh tiếng gầm quanh quẩn. Trên 18 con âm long ngồi khoanh chân gần vạn người, những người này đa số là đệ tử tinh nhuệ tại Linh Tông, họ biểu tình âm u, lạnh lùng toát ra sát khí, ngồi trên âm hùng cự long mà lao đi. Mỗi một con âm long đỉnh đầu ngồi khoanh chân hai ba người, những người này đều là lão quái cường giả tại Linh Tông. Thường đồng đứng ở trên đỉnh đầu một con âm long trước nhất, con Bảo Thu cũng là ở trên con âm long đằng sau. Chỉ nhìn khí thế thôi thì tình hình trên trời hơn xa lúc mới vào thiên thủy cốc. Hiển nhiên cái trận thiên thủy cốc chỉ là làm nóng người, chân chính giết chốc chưa thi triển. Đằng sau âm long là chính cái thùng xe to lớn, mỗi cái cỡ mấy trăm mét, bị nhiều phù văn rậm rạp bao phủ, thấy không rõ bên trong chứa cái gì nhưng từ trong toát ra chút uy hiếp có thể đoán được chính thùng xe này đặt sát khí cực kỳ cường đại. Chính thùng xe hợp thành một loạt như đầu rồng bị kéo lao nhanh lên trời. Nếu chỉ là như vậy thì mặc dù cho thấy tạ linh tông mạnh nhưng nhìn không ra tông này bá đạo. Tuy nhiên trên trời cuồn cuộn mây đen hóa thành đầu lâu khổng lồ khiến cho đội ngũ tạ linh tông trông thấy mà ghê người. Đặc biệt trên người hai con rồng ở hai bên 18 con âm lông, chống một cái lá cờ cỡ vạn mét trong khi lao nhanh bị gió thổi tung khiến cho mọi người nhìn tà linh tông đập vào mắt chính là cái cờ to vạn mét này cờ bên trái có ba chữ tà linh tông vải cờ bên phải cũng có ba chữ khiến cho người nhìn có cảm giác máu me đồ huyết không vải cờ ở trong gió bay phần phật hòa cùng tiếng gió nức nở và âm lông gầm rống hình thành tiếng rít sắc nhọn kỳ lạ theo đại đội tà linh tông tiến lên truyền khắp tám hướng một đường đi qua sinh linh dưới đất yên tĩnh dù mảnh thú có cường đại bao nhiêu đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, còn có nhiều bộ lạc man tộc dưới đất giờ cũng im lặng. tu minh khoanh chân ngồi trên một trong chín cái la bàn bị 18 âm long vòng quanh, hắn nhìn màn trời trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh vận chuyển tu vi, chuẩn bị cho cuộc chiến kinh thiên này. trận chiến này tại linh tông có thể toàn diệt tiên tộc bị đồ mông, những điều đó tu minh không quan tâm, hắn để ý chỉ có một điều, đó chính là đế thiên chết. đế thiên. Trong trận chiến này nhất định phải chết. Tiền Bối, chúng ta có duyên thiệt ha, không ngờ gặp mặt tại đây nữa, rồi. mà lần này Tiền Bối phải cứu ta đó. Tu Minh nhìn cái màn trời phía xa, mắt lóe sát khí, bên tay chợt vang vọng nghẹn ngào. Thanh âm này Tu Minh không cần ngoái đầu lại cũng biết, chính là Tiền Thần. Tiền Thần nắm chặt cái la bàn dưới chân, để cho thân mình không thể bị tốc độ lao nhanh mà văng ra ngoài. Tu vi không nhiều, nhanh chóng vận chuyển, gã mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chậm rãi di chuyển, cầu cứu nhiều người. Giờ thấy Tô Minh mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất chấp tất cả mà bò tới cầu xin nhìn hắn. Gã biết đối phương tuyệt đối không bình thường, chắc chắn là hạng ẩn giấu không lộ ra ngoài. Tiền thương còn nhớ lúc trước thiên thủy cốc đối phương biến mất không thấy bóng dáng. Tiền bối à, lần này chính là bốn tông môn tà tông tập thể xuất động, tiếc rằng không biết tụ tập ở đâu. Tuy nhiên lần này thiên tài tà tông chúng ta đều tụ tập lại, dù là những lão quái hay thiên tài thế hệ mới đều có mặt cả Ví dụ như là tà Trần Tông Tư Không Người này là đứng đầu tiểu bối trong tà Trần Tông Có thể đứng ngang hàng với sân hận tại Linh Tông ta đó Tiền thần con mắt xoay tròn lập tức nói Gã biết mình không có điều kiện nào đáng cho đối phương che chở Nhưng nghĩ đến đối phương ẩn dấu tu vi đi tới tà Linh Tông Thì chắc muốn biết càng nhiều về tà Tông Bây giờ liên quan sống chết Gã mặc kệ tất cả biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu Bản thân gã là kẻ gián trần, không phải đệ tử bình thường so sánh được, biết nhiều sự việc hơn. Tư không. Mắt tụ mình chật lóe, nghiêng đầu liếc tiền thần. Tiền thần nâng cao tinh thần, gã cảm thấy có cơ hội cho mình biểu diễn rồi, lập tức nói tiếp. Tiền bối, thấy cái gã đàn ông trên âm long thứ ba đang đi không? Chính là người giảm giỡn nhất đó, hắn chính là sơn hận tà linh tông chúng ta. Tiền thần chỉ vào phía xa con âm long thứ ba. Tụi mình nhìn sang, thấy trên đỉnh đầu âm long đứng một gã đàn ông người này thân thể đầy cơ bắp đứng đó như là ngọn núi nhỏ trong người ẩn chứa tu vi dao động không yếu đặc biệt ngoài người lượn lờ nhiều oan hùng khiến cho ai thấy cũng rung động sơn hận tu minh nhìn gã đàn ông thực ra lần đầu hắn tới tại linh tông thì đã chú ý tới người nuôi oan hùng này rồi sơn hận sơn ngân nếu không biết chuyện bắc lăng và trần hưng thì tu minh sẽ không liên tưởng cái gì nhiều nhưng bây giờ hắn hiểu rõ không ít, cho nên không biểu hiện cái gì khác lạ, chỉ nhìn chằm chằm đối phương rồi thu lại tầm mắt. Bộ dạng hiện giờ của mình, những người có cái tên quen thuộc sẽ không nhận ra. Tu Minh thầm nhủ. Mới nãy người nói tư không là chữ tư nào? Tu Minh chậm rãi hỏi. Là tư của suy tư. Tiền thần ngay ra, không biết tại sao Tu Minh hỏi câu này, vội đáp. Tu Minh im lặng, nhưng nói đến thì đứng đầu trong tiểu bối tại linh tông ta không phải sân hận mà là ô thân chẳng qua nhiều năm trước ô thân ra ngoài rèn luyện lần này không có ở trong đội ngũ này nhưng ta đoán hiện tại ra chuyện lớn như vậy rồi trong tông môn tất nhiên sẽ liên lạc với gã rồi e rằng đến chỗ tụ tập tà tông là có thể thấy được người đó đó tiền thân ở bên cạnh tô minh hắn không hỏi cái gì gã đã tự động nói ra tất cả đều biết được còn đệ tử đứng đầu tà thị tông tên gọi là tất tố à không là là dung tố á một cô gái nhưng mà thương chất cao cực kỳ kinh khủng luôn nàng và ưu thân tư không ở trong tà tông mang tộc có thể nói là nổi danh như cồn á thú vị mắt tu minh chợt lóe tia sáng U sâm phong quyến bộ lạc trong ký ức của mình thì là đệ tử đứng đầu tại linh tông tức túc trong ký ức thế mà lại là cô gái tên gọi là tức tố hả tu minh biểu tình bình tĩnh những chuyện này không tính là bí ẩn gì nếu hắn muốn biết không có gì khó khăn Tiền thần nói những điều đó không có giá trị quá lớn. Như là nhìn ra tu minh thản nhiên, tiền thần do dự một chút, cắn răng tới gần hắn, rồi nhỏ giọng nói. Còn có thần đồng đại nhân tại linh tông chúng ta, chắc tiền bối có biết người này á. Nhưng tiền bối chắc chắn không biết đâu. Người này ở trong tiên tộc thân phận không bình thường nha. Là một trong tam tuyệt hạ tam tông tà tông. Tà tông ở đất tiên tộc chỉ làm thượng tam tông, hạ tam tông. Mà hạ tam tông là tà linh, tà trần, tà thị. Còn thượng tam tông tức là tà thiên, tà đạo, tà tiên lần này giáng xuống đất man tộc là một trong thượng tam tông tà tiên tông dẫn theo hạ tam tông đến mắt tu minh chật lóe nhìn tiền thần tiền thần thấy tu minh có hứng thú với cái này vội nói tiếp thần đồng đại nhân là một trong tam tuyệt hạ tam tông còn hai tuyệt khác là sử hải đại nhân thuộc tà trần tông còn có một người là tất đại nhân nữa tu vi của ba người đều là vấn đỉnh đại viên mãn có thể chất hoàn chỉnh giáng xuống man tộc pháp tắc âm tử hạn chế man tộc đối với họ là áp chế rất nhỏ bé không giống với mấy ngàn năm trước kẻ gián trần bị áp chế chỉ có thể phát huy một ít tu di thôi tôi mình nhìn tiền thần hắn không ngờ đối phương biết cả những việc này mà xem ra chắc không phải bịa đặt còn có tà tiên tông đó là một trong ba thượng tam tông hơi mạnh á mặc dù giáng xuống không hoàn chỉnh nhưng mà có cấp ảm ở đó có thể bù đắp hết thảy rồi cấp ảm đại nhân chính là một trong tam hoàng tà tông có thể nói tiền thần không ngừng thốt ra tin động trời, không ngừng báo cho Tô Minh những điều gã biết để cho hắn cảm thấy gã đủ tư cách được bảo vệ. Tam Hoàng là gì? Tô Minh nhau mắt lại. Dạ đúng vậy, đạo thần chân giới, tiên tộc ta tuy rằng chiếm cứ trời sao chỉ là ba phần thôi, nhưng là trong mấy thế lực lớn nhất, chỗ tiên tộc ta có danh hiệu Tam Hoàng Ngũ Đế, trong đó Tam Hoàng tại Tà Tông, Ngũ Đế ở Thiên Tông, cấp ảm chính là ảm diệt hoàng trong Tam Hoàng, còn đế thiên của đại diệp tiên tông chính là thiên đế trong ngũ đế tiền thần nhỏ giọng nói tu minh tinh thần rung động đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện về tiên tộc nếu là từ miệng của người có tu vi cao thâm thì hắn không thấy có gì ngoài ý muốn nhưng kẻ nói ra chính là tiền thần tà tông tâm hoàng tiên tông ngũ đế tu vi của họ như thế nào vậy tu minh vội hỏi Tù gì cụ thể thì ta không có rõ ràng Nhưng mà tiên tộc của tinh động Tam hoàng trừ si hoàng ra Thì hai tôn còn lại đã đến bước thứ ba rồi Cùng ngũ đế cũng là trừ hiên đế ra Bốn tôn đều tới bước thứ ba đại năng Chẳng qua đây chỉ là tinh động thôi Thật hay giả thì lấy thân phận như ta không thể biết được Bước thứ ba Trong đầu tu minh hiện ra miêu tả Hệ thống tiên tộc tu hành Trong hồng la truyền thừa Nói vậy là thế lực tà tông Tại tiên tộc yếu hơn tiên tông sao nhưng có thể thành thế giằng co thì chắc có manh mối gì rồi. Tô Minh từ từ nói, Tiền Thân chớp mắt nhếch môi cười, nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng lấm lét nói một chuyện. Tiền Bối cao Minh đúng là như vậy đó, bởi vì Hiên Đế mạnh nhất tiên tộc ở dạng cổ năm xưa bắt đầu bế quan đến nay chưa ra. Đồn rằng Hiên Đế tọa hóa, có tin đồn là Hiên Đế bị Đế Thiên âm thầm dùng thủ đoạn gì đó giết chết rồi. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi. Dù sao tu vi của hai bên chênh lệch quá xa. Tuy nhiên sau khi hiện đế bế quan thì tộc hoàng mạch sụp đổ, ngay cả con trai Hồng Lá cũng phát cuộn bị đế thiên trấn áp luôn, không biết phong ấn ở đâu rồi. Do đó có thể thấy hiện đế đúng là xảy ra ngoài ý muốn rồi. Thêm vào hoàng mạnh nhất trong tà tông tam hoàng là si hoàng đại nhân. Mặc dù hắn cũng bế quan nhưng mà đôi khi thần thức quét toàn tiên tộc, chấn nhiếp tiên tông nên mới hình thành tình thế gần như cân bằng á. Tiền thần vẻ mặt bí ẩn, nhìn tu minh nghe mê mẩn, lòng khinh thường thầm nhủ mặc dù người này tu vi cao nhưng rốt cuộc chỉ là man tộc chỉ cần mình lộ ra chút xíu việc tiên tộc là có thể hoàn toàn làm đối phương rung động rồi ngươi là kẻ gián trừng hả tu mình nhắm mắt lại lát sau khi mở ra thì từ từ hỏi việc này rất dễ dàng nhận ra nên tiền thần không muốn che giấu vội gật đầu nhưng lòng càng khinh thường thầm nhủ chỉ cần không phải đồ ngu nghe mình nói nhiều chuyện tiên tộc như vậy chớp mắt liền đoán ra người này tu luyện đến ngu ra Chuyện nhỏ như vậy mà phải nhắm mắt suy tư mới nghĩ được. Nhưng mặt ngoài tiền thường không dám lộ ra suy nghĩ này, mà là dáng vẻ tiền bối đúng là cao minh. Cách người gián trường không giống người khác hả? Tu Minh bình tĩnh nói, tiền thường chớp mắt gật đầu, lòng hồi hợp nhưng ngẫm nghĩ tu vi của mình không cao, không phải hạng thiên tài, không hợp yêu cầu gián trần. Mà nếu gã biết chuyện tiên tộc thì chỉ có một lời giải thích. Nghĩ tới đây thì gã yên lòng, tuy vẫn khinh thường Tu Minh nhưng cảm giác nhạt một chút ngươi cũng không phải là người tà tông vẻ mặt tô minh vẫn bình tĩnh thản nhiên nói khi hắn thốt ra cái lời này thì tiền thần vẻ mặt ngẩn ngơ hơi biến đổi do dự một chút từ từ gật đầu lòng nghi ngờ về tô minh ngươi cũng không phải là người tiên tộc tô minh nửa cười nửa không từ từ nói đôi mắt tiền thần bỗng trợn to nhảy cẩn lên tim đập nhanh biểu tình lộ ra vẻ khó tin đầu óc ù văng lời tô minh nói một câu so với một câu làm cho gã kinh hoàng đặc biệt là lời vừa nãy khiến cho gã hoảng sợ, lòng không còn chút gì xem thường nữa. Gã rút cuộc biết mới nãy đối phương nhắm mắt suy tư là cái gì, đó tuyệt đối không phải suy tư mình có là kẻ gián trận hay là không. Cái này, tiền bối đừng có hù tiểu nhân chắc, sao tiểu nhân không phải người tiên tộc được? Tiền thần từ xem thường trở nên cực kỳ lo sợ, trong mắt gã nhìn biểu tình nửa cười nửa không của tu minh, làm cho gã có ảo giác từ đầu tới chân bị đối phương nhìn thấu, giống như là mọi bí mật ở trong lòng bị đối phương thấy rõ từ biểu tình và ánh mắt. Loại chuyện này trước kia gã chưa từng trải qua, giờ càng nhìn Tô Minh càng thấy đối phương khó đoán, khiến cho gã căng thẳng lên cao nhiều. Người dù có đến từ đâu cũng không liên quan tới ta. Tô Minh cắt đứt lời tiền thần nói, nhìn chăm chăm gã, từ từ nói. Ta có thể che chở cho ngươi, khiến ngươi trong đại chiến tà tông và tiên tông sống sót khả năng lớn nhất, nhưng mức độ lớn nhỏ, xác suất sống sót phải dựa vào giá trị của ngươi đã. Tu Minh nói đến đây thì không lên tiếng nữa. Tiền Thần biểu tình âm trầm, tất nhiên gã nghe ra ý của Tu Minh, giá trị càng lớn thì sẽ được che chở càng nhiều. Tiền Thần nhìn bốn phía, lòng thầm than, gã biết nếu mất đi đối phương che chở thì trên chiến trường này sống chết bằng vào may mắn. Gã nhớ tới lúc trước gặp xui muốn chết, đánh rùng mình, ánh mắt nhìn Tu Minh càng kiên dè. Tiền Bối tiểu nhân ở man tộc đã đủ rồi nếu tiền bối có thể cho ta sống sót tại chiến trường thì ta sẽ nói cho tiền bối biết ta làm sao từ tiên tộc vào man tộc cách của ta khác với người ta ta thậm chí có thể cho tiền bối biết làm sao ra khỏi đây để tiền bối chính mắt trông thấy hình ảnh ta rời khỏi man tộc trở về tiền thần nhìn tu minh biểu tình lộ ra cầu xin và chân thành tu minh nhìn tiền thần một lúc sau gật đầu thấy tu minh đồng ý thì tiền thần thở ra hơi dài Lòng rất cảm thán gã nhớ đến lúc mình đến tiên tộc tới man tộc có lúc thấy rất thỏa mãn, nhưng một số việc khiến cho gã thấy lạc lõng, đặc biệt là bây giờ đối mặt sống chết càng nổi lên chua xót, xúc động muốn về nhà khiến cho gã hứa với Tô Minh. Bây giờ gã không biết rằng những cái lời này đem đến tai kiếp gì cho tiên tộc, khiến cho toàn tiên tộc bao nhiêu năm tháng sau này trông thấy bầu trời là màu đỏ. Gã không biết những lời này nếu thực sự để cho Tô Minh thấy gã làm sao rời khỏi đây về tiên tộc, vậy so với Hồng La thức tỉnh càng làm đế thiên kinh sợ, nghịch chuyển chưa từng có. Những điều này gã không biết là chuyện của tương lai sau này. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là mấy ngày. Mấy ngày này tôi minh bình tĩnh khoanh chân ngồi trên la bàn. Hắn là đệ tử ngoại tông, xung quanh hầu như không ai chú ý cả. Cộng thêm bộ dạng của hắn dù lớn hơn trước một chút, nhưng chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi, hơi khác hình dạng thực sự. Trên mặt còn chút non nớt, thế là dễ dàng bị người ta bỏ qua, Mấy ngày nay, 18 con âm long kéo chín thùng xe to lớn gần như xuyên qua một nửa đông hoang đại lục. Tốc độ nhanh khiến tu minh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn sẽ nhau mắt lại. Lại qua 3 ngày, đằng trước tạ Linh Tông xuất hiện bình nguyên to lớn. Nói chỗ này là bình nguyên chứ không đúng cho lắm, bởi vì đất là màu đen toát ra hơi thở một nát. Cùng lúc đó trên mặt đất có vô số hố sâu. Mỗi một cái hố như là sao băng rơi xuống đập vào mặt đất hình thành. Những hố sâu có lớn có nhỏ, lớn thì cỡ mấy vạn mét nhỏ thì vài trăm mét có vài chỗ xuất hiện không phải hố sâu mà từng hòn đá to lớn những hòn đá lấp cái hố lộ ra một phần cho cảm giác năm tháng tang thương rung động những hòn đá lớn nhỏ khác nhau rải rác ở trên mặt đất nhìn qua tùy theo mặt đất không có cuối những cái hòn đá số lượng cũng mênh mông tổng thể nhìn thì mặt đất hố sâu và hòn đá số lượng gần bằng nhau đặc biệt có mấy trăm hòn đá mỗi một cái cỡ vài vạn mét con người đứng ở trên đó cực kỳ nhỏ bé Mặt đất quái dị như vậy mà bầu trời cũng không bình thường Nơi này trời không có từng mây Mà là từng viên đá như dưới đất bền bồng Như là cùng mặt đất có lực lượng quy tắc nào đó Không rớt, không nhúc nhích, chỉ trôi nổi Nơi này là gần vị trí trung tâm đông hoang đại lục Phạm vi bệnh nguyên hoang mạc này cực kỳ lớn Nơi này cách đông hoang tháp không tính là quá xa Chỗ này cũng chính là chiến trường Mà tà tông tiên tông lựa chọn quyết chiến Tại đây họ sẽ phân ra ai tiến vào đông hoang tháp bên thắng nắm giữ chủ động, bên thua thì phải tặng ra đủ hồn tiên tộc để hoàn thành điều kiện chuyển động đông hoang tháp. Là ánh sáng đỏ ngàn vạn dặm, quyết định này hiển nhiên không sinh ra từ đất man tộc mà đến từ trời sau tiên tộc. Một lần lựa chọn giữa tam hoàng ngũ đế. Khi đại quân tà linh tông ở trên bầu trời rít gào đến, họ là tông môn thứ nhất tới, bởi vì từ thiên thủy cốc khoảng cách gần hơn tông môn khác rất là nhiều. Thiên thủy cốc thì có thể làm trung chuyển tiện cho người tà tông tiến lùi, đây cũng là một trong các nguyên nhân vì sao tạ Linh Tông trước khi khai chiến thì hoàn thành chiếm cứ thiên thủy cốc. Âm lông thét gạo vang vọng đất trời, dấy lên từng tầng sóng gợn, khiến cho bốn phía hòn đá bên bồng chậm rãi di chuyển. 18 con âm lông lần lượt đáp xuống. Những đệ tử tạ Linh Tông trên lưng âm lông hóa thành cầu vồng nhảy xuống, chiếm vài chục khối thiên thạch bền bồng ở trên trời. Còn có hơn 10 khối tảng đá lộ ra ngoài hố sâu dưới đất, còn chín cái thùng xe thì xếp thành hàng đặt trên đất bốn phía có không ít đệ tử khoanh chân ngồi, hít vào thở ra chờ đợi mệnh lệnh. Những lão quái lấy thân đông dẫn đồ, không đứng ở trên thiên thạch bầu trời, mà là ngồi xếp bằng ở một khối đá to vặn mét dưới đất, không nói một lời yên lặng chờ đợi. Chỉ có hai cái lá cờ to bây giờ vẫn tung bay trong đất trời, khiến cho cách thực xa có thể thấy ba chữ to tạ linh tông, ba chữ máu, đồ huyết không. Tù mình ở trong số mấy ngàn đệ tử ngoại tông, phân cách với sửa đổi huyết mạch man tộc không có chỉ định ở đâu, đa số là rải rác mà đi. Tụi mình lựa chọn một thiên thạch trăm mét trên đất liền, ngồi xuống. Tiền thần thì đương nhiên theo sát phía sau hắn rồi, hồi hợp nhìn xung quanh. Tiền bói nè, ta biết đây là đâu á, đây là trên đông hoang đại lục, chỗ tiên tộc gián trần. Nơi này pháp tắc âm tử yếu nhất, thích hợp cho tiên tộc gián trần. Đa số tiên tộc ở đông hoang đại lục đều từ đây mà dán xuống á. Tiền thần hít sâu, ánh mắt quét nhanh bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Không lẽ hai bên chiến đấu còn có kẻ gián trận mới nữa sao? Nếu không thì không cần quyết chiến tại đây rồi. Tim tiền thần rất cái bịch, gã lờ mờ cảm thấy lần quyết chiến này khổng lồ hơn mình tưởng tượng. Tụi Minh biểu tình bình tĩnh, liếc cái màn trời một cái, nhèo mắt, hắn cảm nhận cái trận pháp dao động trên bầu trời. Trận pháp này dao động không mãnh liệt, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến cho trận pháp như dung hợp cùng trời đất, hình thành sức hút quái lạ, tiên tục lựa chọn chỗ này làm nơi gián trận tất nhiên là có cái lý của nó tu minh thu lại tầm mắt cuộc chiến tranh này phải chăng sẽ lại có kẻ gián trận mới hắn không quan tâm tất cả ý chí của hắn vào giây phút bước ra thiên thủy cốc chỉ biến thành một đó là giết đế thiên ý chí này sẽ không vì ảo ảnh cường đại các mặt sự việc khác mà thay đổi nó đại biểu tinh thần tu minh đại biểu cho sự kiên định sâu trong linh hồn của hắn Mặc dù bản tôn đế thiên mạnh Nhưng tại đức mang tộc này Phân thương quy không phải không thể nào đánh lại Huống chi Mắt tu minh chợt lóe Trừ những chuẩn bị này ra Đế lòng hắn có một cách nghĩ liều lĩnh Về chuyện đánh chết đế thiên Cách nghĩ này thôi hắn thấy Mặc dù khả năng thành công không cao Nhưng cũng không nhỏ Một khi thành công thì việc giết đế thiên sẽ thêm vài phần nắm chắc Tù minh im lặng ngồi xếp bằng Khóe môi công lên nụ cười lạnh âm u Người tại Linh Tông là tông môn đến sớm nhất họ tới chỗ quyết chiến hai tiếng đồng hồ sau chỉ thấy trên màn trời phía xa từng vệt đỏ xé gió lao đến những cầu vồng này hình thành một con kỳ lưng to lớn ở trên trời phát ra tiếng gầm như là cùng giống với con thú kỳ lưng rõ ràng là một cái trận pháp hư ảo hình thành trận pháp do vạn người tổ thành phối hợp với nhau khiến huyển hóa ra lưng thú cực kỳ uy vũ sống động như thực từng tiếng gầm khiến cho kỳ lưng chưa tới gần mà tiếng gầm đã khiến cho phe tài linh tông ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đất gió cuốn đát cá như muốn che đậy màn trời đằng sau kỳ lưng khổng lồ có một ngọn núi to lớn mỗi một ngọn núi cao cỡ mấy ngàn mét ở trên không trung lao nhanh không có gì kinh khủng chân chính khiến đệ tử tà linh tông con người coi rút là vì dưới bảy ngọn núi có bảy người khổng lồ bảy người khổng lồ như quái vật thiên địa mỗi tên cao to mấy trăm mét mặt không biểu tình thân thể toát ra dao động khiến cho tim người đập nhanh đôi mắt chúng toát ra giết chóc và điên cuồng khiến cho người không dám nhìn thẳng bọn chúng mỗi tên khiêng một cái ngọn núi ở trên không trung sải bước đi nhanh theo sau lưng kỳ lân nhưng nếu tập trung nhìn kỹ sẽ lờ mờ thấy bảy người khổng lồ nửa thân trên ở rừng làn da như đá vàng trong người vang tiếng xèo xèo hiển nhiên chúng không phải sự sống thực sự là lấy cách đặc biệt chế tạo ra con rối tàng long tông thánh niệm kỳ lân còn có đó là tinh không chiến tiên tiền thần hít ngụm khí mặt thái nhợt răng rung lập cập cắn răng nói ra điều gã biết cho tô minh Tạng Long Tông thánh niệm kỳ lân là lấy dạng người cùng thi triển tâm pháp Tạng Long Tông biến ảo ra dạng người như một, có thể thi triển ra đa số thần thông của Tạng Long Tông, uy lực càng thông linh. Còn có đó là tinh không chiến tiên, Tạng Long Tông lại giáng xuống tới bảy cái, cái này việc này không có khả năng được. Theo ta biết thì tinh không chiến tiên là báu vật quan trọng của Tạng Long Tông, mỗi cái đều có lực lượng tu vi đỉnh bước thứ hai. Tiền thần hít thở dùng dập, vẻ mặt khó tin. Bảy người khổng lồ đó gọi là tinh không chiến tiên hả? Mắt tu minh chợt lóe, lát sau từ từ lắc đầu. Bảy người khổng lồ này đều có thể so với manh hùng đại viên mãn, trong đó có hơi thở manh tộc nữa. Ta biết, bảy tinh không chiến tiên này là tạng long tông ở đất manh tộc, lấy máu thịt người manh tộc mà luyện hóa ra, không phải chán xuống. Tiền thần làm bầm. Tu minh không lên tiếng, chuyện này trước khi tiền thần nói thì hắn đã thấy ra rồi. Theo tiếng nổ ầm vang, trên bầu trời kỳ lưng lao đến đáp xuống một hòn đá to lớn. Khi nó đáp xuống dường như hòn đá không thể chịu đựng được, ken két, xuất hiện nhiều khe hở, cuối cùng âm một tiếng thành bốn, năm mảnh. Đôi mắt kỳ lưng thoát ra thù hận và oán độc, liếc người tại linh tông, mắt nhắm lại. Khi nó nhắm mắt lại thì thân hình con thú tan rã, chỉ thấy gần vạn đệ tử tạng long tông tản ra chiếm cứ xung quanh, dằn co cùng tại linh tông. Trong đó người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặt trắng không râu, tay cầm thanh long trượng, ánh mắt giao nhau với tạ linh tông thương đông thì lóe tia sáng đỏ. Sau lưng người đàn ông trung niên đứng tám người, tám người có ba nữ năm nam, mỗi người tu vi không bình thường, tiên khí lượng lờ, liếc mắt có thể thấy ra họ là kẻ gián trận tiên tộc. Lấy nhóm người này làm trung tâm, người tàng long tông khác tản ra hình cánh quạt, trong đó bên trái có hơn 10 thanh niên nam nữ, ai nấy sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát khí, Tất cả người tàn lông tông này có hai người khiến tôi minh trông thấy thì biểu tình hoảng hốt trong một giây. Đó là trong ký ức, năm đó lần đầu tiên hắn thấy cường giả khai rừng Cái loại cảm giác tinh thần rung động đến nay còn nhớ. Đây chính là manh công phong quyến bộ lạc, Kinh Nam. Giữa phút này Kinh Nam đang ở trong tàn lông tông, người đàn ông trung niên chính giữa mặt trắng. Nhìn chỗ người ấy ở lại thấy người bốn phía bản năng cung kính với gã. Không khó thấy ra ở trong tàn lông tông gã có địa vị rất cao tu vi thì tu minh từ người gã thấy ra vấn đỉnh dao động một trong trưởng lão nguyên tiên tộc tàng long tông giáng xuống mang tộc là tông chủ đương nhiệm tàng long tông tu vi sau khi bị áp chế còn giữ lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn kinh nam tiền thần lập tức nhỏ giọng nói tu minh im lặng lát sau ánh mắt rơi vào người thứ hai trong ký ức một người đứng trong số thanh niên nam nữ trần sung trong ký ức người hơi mập trên phong khuyến sơn có chút buồn cười nhưng thiên phú rất cao thấp hơn diệp vọng nhưng cho tu minh ấn tượng rất là sâu gã vẫn là bộ dạng cũ đứng trong đám người không khác gì ký ức của tu minh tàng long tông tràng sung nghe nói người này ở trong hàng tiểu bối tàng long tông có tư chất kinh người đồng rằng dù không bằng diệp vọng nhưng có thể đối kháng chẳng qua ngày nói người này trời sinh lười biếng không chịu tu hành nhưng mà thích kết bạn kết bè bạn thân trải rộng khắp nơi tiền thường thấy ánh mắt tu minh nhìn sang ở bên cạnh thì hắn nói trần xung ở trong đám người dù không cười đùa như tô minh đã nhớ nhưng mà nhìn người xung quanh vây lấy gã giống sao quanh trăng khiến cho tô minh nghĩ đến dưới phong quyến sơn mình im lặng trong đám người nhìn gã được mọi người tung hô khi đó hắn chẳng có chút bắt mắt như là giờ phút này ở trong tà linh tông hắn cũng chẳng chút gây chú ý không biết có phải là tình cờ hình ảnh trong kiếp và hiện tại như có thể tìm được hai điểm miễn cưỡng chồng chất giống nhau cùng lúc đó bảy người khổng lồ trên bầu trời cũng đến ném núi trong tay đi tiếng ầm ầm đinh tai nhức ốc khiến cho mặt đất rung rẩy chỉ thấy bảy ngọn núi to lớn đập xuống đất vùng quanh chỗ địa tử tàng long tông chiếm cứ như trận pháp hóa sân. sau đó bảy người khổng lồ đáp xuống ngồi sớm trên một ngọn núi nhìn chầm chầm tại linh tông lực lượng tà linh tông 18 con âm long gầm gừ người hai tông đều kiềm chế không được nổi lòng giết chóc nhưng lúc này trên bầu trời hai hướng tại linh tông và tàng long tông cùng vang tiếng rít gào chỉ thấy chỗ tạng lung tông có chính sao băng lam to lớn rạch phá không gian khiến trời đất chấn động lao nhanh tới tương tự hướng tà linh tông trên màn trời có ba bảo tố liên tiếp với trời đất cuốn thiên địa ầm ầm đến sao băng và bảo tố đến từ hướng khác nhau nhưng không ngừng tới gần tốc độ chẳng những không yếu đi ngược lại càng gần sát thì càng nhanh hơn trong phút chốc trời đất nổ tung bụi đất tung bay bầu trời mất sắc bảo tố và sao băng lập tức khiến cho người tại linh tông tạng long tông ngẩn đầu nhìn Giây phút hai bên nhìn thì chính sao băng ầm vang cùng ba lốc xoáy ở giữa không trung, đất tiên tộc giáng trần đụng chạm nhau. Tiếng nổ chấn động thiên địa làm cho người điếc tai. Bầu trời xuất hiện nhiều sóng gợn có trùng kích khuếch tán tám hướng, sóng gợn tản ra khiến cho nguyên màn trời vặn vẹo, dường như muốn tan vỡ thế giới. Trong tiếng ầm ĩ không dứt, chính sao băng bắn ngược lại, ở một góc tàn lông tông đáp xuống đất, biến thành gần vạn tu sĩ. Những người này vẻ mặt âm trầm, có không ít đáp xuống đất mà học máu. Trong đó có mấy người dẫn đầu mà tu minh trông thấy, trong đó có thiên lâm lão tổ. Còn có thiên lâm mộng, thiên lâm u và khuôn mặt quen thuộc trong ký ức, u lạp. Cùng lúc đó ba lốc xoáy như liên tiếp cùng thiên địa dưới oanh kích này bắn ra, biến mất trên bầu trời. Khi đáp xuống đất biến thành gần vạn tu sĩ, ai nấy đáp xuống rồi cũng có không ít người học máu, nhưng sát khí mãnh liệt phát ra từ người họ. Tà Trần Tông, Thiên Lam Đạo, Thiên Lam Cửu Tinh là trận pháp nổi tiếng của Thiên Lam Đạo Thậm chí lấy chính người có thể thành trận Trong các tông tiên tộc rất có tiếng đó. Tông này và tà trận tông trong tà tông là xích mít nhiều nhất Trong tiên tộc chiến đấu đánh nhau thường là thấy mặt liền tử chiến à Tà trận tông tổng thể thì thực lực giống như là tà linh tông Nhưng mà người tông này thì càng am hiểu lực lượng mặt đất Hoàn toàn khác với oan hùng của tà linh tông Tiền thần ở bên người tu minh dù lòng căng thẳng nhưng vẫn thấp dụng giới thiệu Bên tai Tô Minh vang vọng lời tiền thần nói, đôi mắt nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức ở Thiên Lam Đạo. Lòng hắn đã bình tĩnh, nhưng vẫn dấy lên chút gợn sống. Ở trong lòng hóa thành tiếng thở dài, hắn thấy Thiên Lam Mộng, cô gái gặp gỡ trong Thiên Hàng Tông. Thấy Thiên Lam Lão Tổ nhiều năm trước khiến cho hắn không thể không rời khỏi man tộc. Tất cả đối với hắn như là ký ức xưa cũ, tuy mơ hồ nhưng sẽ không quên. Còn có cô gái giống y như Thiên Lam Mộng, Tô Minh nhớ hơi hơi, đó là chị em của Thiên Lam Mộng chẳng qua thiên lam lão tổ cũng tốt chị em thiên lam u mộng cũng được ở trong mắt của tu minh dần tán đi bao gồm gần vạn người thiên lam đạo biến thành mơ hồ chỉ có một người thân hình cô ấy rõ ràng đó là một cô gái bộ dạng không đẹp tuyệt trần chỉ tính là thanh tú xinh xắn thôi áo xanh mái tóc không dài đứng trong đám người chẳng chút bắt mắt nhưng mặc dù cô ở trong đám người vị trí rõ ràng đứng trước chị em thiên lam u mộng ngang với thiên lam lão tổ cô ấy thì ra cũng không trở lại tu mình thì thào thanh âm chỉ có mình nghe thấy hắn nhìn cô gái đó là trong ký ức của hắn ngã vào ngực hắn nhắm mắt gọi mặt tu, ô lạp vẫn là bộ dạng trong ký ức không có gì thay đổi không có gì khác lạ tụi mình nhắm mắt lại lát sau lần nữa mở ra nhìn trong vạn tu sĩ thiên lam đạo ông lão đứng đằng trước thiên lam lão tổ và ô lạp ông lão bộ dạng bình thường nhưng mắt lóe tia sáng tựa sấm sét vườn quanh khiến cho người không thể nhìn thẳng. Thiên Lam Đạo, chú Phương, người này ở trong tiên tộc Thiên Lam Đạo chấp chưởng hình phạt, giết người vô số, quanh thân sát khí, ngay cả tà tông gặp phải còn đau đầu nữa. Người này nhận lệnh làm tông chủ tông môn Thiên Lam Đạo ở Man Tộc, cũng là thái thượng trưởng lão. Ông lão sau lưng ông ta thì là ta không quen thuộc, nhưng mà cô gái bên cạnh chính là trong Thiên Lam Đạo tiên tộc nữ thiên tài hiếm thấy, tên gọi là Vũ Nhạc á. Lời nói của tiện thần rơi vào tay Tô Minh hắn im lặng thu lại tầm mắt nhìn hướng tà trần tông ở không xa ánh mắt đầu tiên hắn thấy là trong tà thần tông thanh niên tràn ngập kiêu ngạo như ánh mặt trời chỗ người này ở xung quanh đệ tử tông môn đều tránh né làm cho gã đứng đó cực kỳ dễ thấy làm như sợ người khác không biết thân phận địa vị của gã trong tà thần tông vậy mão dài màu tím xa hoa mặt trắng như ngọc cực kỳ tuấn tú nhưng trong mắt lóe tia sáng lạnh lùng và biểu tình kiêu ngạo khiến cho người này toát ra hơi thở ngăn cách tà trần tông tư không tô minh nghe lời tiền thần nói nhưng dù cho tiền thần không giới thiệu người này thì hắn liếc mắt một cái là nhận ra ngay đối phương ở trong ký ức của hắn là tư không cùng bộ lạc với bạch linh ở trong bộ lạc bộ dạng cuồng ngạo hệt như trong ký ức vậy làm ánh mắt đầu tiên của tô minh thấy thì lòng đã không vui rồi mắt quét qua tô minh thấy trong tà thần tông tu vi cao sâu cũng là khuôn mặt quen thuộc đó là thạch hải phong quyến bộ lạc trong ký ức ông lão mang hắn đi phong quyến sơn tu vi vấn đỉnh đại viên mãn khiến cho người này cùng thần đông xếp vào hàng tam tuyệt lão đứng đó khóe môi lộ nụ cười nhạt thấy người thiên lam đạo thì mắt lóe sát khí ngập trời một ngày này đối với tô minh là ngày thấy nhiều khuôn mặt trong ký ức nhất nếu đổi lại là hắn của nhiều năm trước thì bây giờ chắc chắn trong lòng giấy sống to ngập trời không thể bình tĩnh mà kinh sợ mờ mịt rồi nhưng tô minh trải qua rất nhiều Bây giờ hắn từ chỗ Bắc Lăng và Trần Hưng đã tìm ra đáp án, chẳng qua hơi không muốn thấy trong đám người của A Công lôi thần. Tù mình nhắm mắt lại, lát sau một tiếng nổ uy nhiếp chứng thiên khiến cho hắn mở mắt ra nhìn trời, thấy một biển máu đến. Hết tập 111 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lashadio nha. tạm biệt tất cả mọi người nha